À, lời đầu tiên cô gái tên Ninh Bình Thuận xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh em cầu thủ trên toàn quốc. À, sáng nay gửi 12 cái lục cho 13 12 anh em cầu thủ của 12 tỉnh thành phố. À, sẵn tiện em làm cái clip để giới thiệu luôn cái sản phẩm lục cô gái tên Ninh Bình Thuận bên em cho anh em nào chưa có lục. À, quan tâm thì xin liên hệ 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Số Facebook cũng số này luôn anh em. À, về giá cả lục thì chắc anh em nào có đăng ký theo dõi hoặc kết bạn Zalo cũng thấy rõ, nhưng đây là em nói cho những anh em mới thì hiểu rõ hơn về lục cô gái tên Lê Minh Thuận. À, lục sinh viên trụ inox móc sắt chất liệu thép mạ đồng 700 ngàn bao ship, cầu tử từ 30 tới 45 tùy chọn đồng giá. Lục thép mạ đồng trụ móc ti đồng 900 ngàn bao ship, lục thép đan hoặc inox 1 triệu bao ship, lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1 triệu 2 bao ship, lục cánh bướm chất liệu lưỡng kim trụ móc ti đồng 1 triệu 3 bao ship, lục đa năng cầu tử gáo và cầu tử lục gáo thì 60 cm, cầu tử lục từ 30 tới 45 1 triệu 500 ngàn đồng bao ship. Lục hai mặt chất liệu lưỡng kim trụ inox móc sắt 1 triệu bao ship, lục hai mặt chất liệu lưỡng kim trụ móc ti đồng 1 triệu 2 bao ship, lục hai mặt trụ móc ti đồng chất liệu lưỡng kim 2 cm xếp cánh bướm 1 triệu 3 bao ship, lục gáo 550 ngàn đồng bao ship và lục gáo 800 ngàn bao ship. Lục gáo 800 ngàn bao ship là lục trụ móc ti đồng, lục lá bồ công anh đầy đủ phụ kiện như như cái lục lá vậy nha anh em. À, anh em cầu thủ quan tâm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Cảm ơn anh em đã xem clip và đăng ký ủng hộ kênh. Rất vui khi được kết bạn làm quen Zalo với anh em cầu thủ. Xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 ạ.